Do cái tay mình giật thôi. Co lên này. Thả ra này. Em mỏi tay rồi. Đạp mạnh người ta chân là lốp rồi. Thả một tay ra để bám. Bám một tay thôi. Anh à, bố. Muốn làm con rể đi. Co tay trái lên. Kéo lên. Đây à. Đây đu kinh nhỉ. Nó đăng lên YouTube được 5.000 lượt like nhá. Nhớ mọi người vào xem thì chia sẻ cùng nhau tập cho vui. Cổ động viên của người đi tuyên truyền thứ bảy chủ nhật mà đây người ta đi cặp chạy đông đông, còn người like liếc mà được 1 triệu like cặp đề đông lắm. Không có chỗ để tập ấy. Bây giờ là mọi người đang rất là quan tâm và hỏi nhiều ở trên kênh. Ở đâu thì tập đẹp thế. Bé này học lớp mấy à? Lớp 7 à? Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Thank you for watching.